Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Food TV. Rất cảm ơn mọi người đã click vào xem clip của mình nhé. Mỗi khi không biết ăn sáng món gì, tôi sẽ làm món xôi chiên này, lạ mà ngon. Giòn bên ngoài và dẻo thơm ngon bên trong. Đầu tiên xào thịt ba chỉ cho thơm, thêm nấm, đông cô, lạp xưởng, tôm khô, cần tây, cà rốt. Nêm xì dầu, sốt hào, ít muối, đường, bột ngũ, vị hương và cho gạo nếp đã hấp chín vô xào. Thêm hành lá cho thơm, tiếp theo cho nhân, gạo nếp vào lá đậu hũ và cuộn lại, cắt miếng, vừa ăn, có thể ăn hấp hay chiên đều ngon. Chiên thì bên ngoài sẽ giòn hơn, bên trong thì chín mềm vừa ăn, nên làm ngay nhé. Kem thạch nước cốt dừa, mịn màng và thơm ngon. Đầu tiên đổ 500 ml nước dừa vào nồi thêm, 300 ml nước cốt dừa, 30 ml kem sữa, 20 g đường trắng nấu đến khi sủi bọt. Thêm 250 ml sữa tươi và 15 g gelatin, khuấy đều đến khi tan ra hết. Dùng dây lọc lại và đổ vào trái dừa, mỗi trái khoảng 250 ml có thể làm được 4 trái, đậy, nắp lại và để ở tủ lạnh từ 6 giờ trở lên. Sau khi đông đặc lấy ra ăn trực tiếp cho đã, nước cốt dừa đậm đà và thơm ngon, nhân, mịn màng từng rất thích mắt. Phiên bản pizza tự nướng tại nhà, thơm ngon và tan chảy trong miệng. 120 g bột mì, 1 g men nở, 5 g đường trắng, 80 g sữa ấm. Sau đó cán bọc bánh thành hình tròn, to và cho vào khuôn, dùng đĩa xăm để tạo lỗ thông hơi, đậy nắp ủ trong 10 phút. Quét thêm sốt cà chua, sốt xà lát, thêm phô mai bào sợi, tiếp tục xếp xúc xích, tôm luộc, hành tây, hạt ngô, ớt chuông. Cuối cùng thêm thật nhiều phô mai bào sợi, cho vào lò nướng ở 200 độ trong 15 phút. Bánh pizza thơm ngon tự làm tại nhà đã hoàn thành, người lớn và trẻ nhỏ đều thích và bạn cũng nên thử ngay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người thích video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới nút subscribe đăng ký kênh để xem thật nhiều video về món ăn mới của Food TV nữa nha. Cảm ơn các bạn.